đám tang đẫm nước mắt của cậu bé tí hon cơ rể, em đã yên nghỉ trong vòng tay những người yêu thương. Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc của bà con hàng xóm tiễn đưa cơ rể khiến dân tình ai nấy đều nghẹn ngào. Chiều ngày 9 tháng 11, Đinh Văn Cơ Rể, người tí hon có thân hình nhỏ nhất Việt Nam đã qua đời. Sự ra đi của cậu bé đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình và hàng xóm láng giềng. 5 ngày trước, khi đang học tại trường tiểu học Sơn Ba, Cơ Rể đột nhiên bất tỉnh. Thầy Cương, hiệu trưởng trường đã đưa em đi cấp cứu. Trên đường đi, thầy hô hấp nhân tạo để cứu lấy cậu học trò bé bỏng, nhưng khi lên đến bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, Cơ Rể đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, nhiễm trùng huyết, viêm não và viêm phổi. Hiện tại, Cơ Rể đã được đưa về quê nhà xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đám tang, những người yêu thương em đã không cầm được nước mắt. Bà con hàng xóm đã đóng một chiếc giường gỗ để kê cao chiếc quan tài của em. Cơ Rể đã yên nghỉ trong vòng tay của gia đình, thầy cô và những người hàng xóm thân thương. Đến 5 năm tuổi, Cơ Rể chỉ nặng 3kg, cao 50cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Năm nay, Cơ Rể tròn 11 tuổi, Cơ Rể chỉ cao 62cm, nặng 3,9kg, chỉ tương đương với một đứa trẻ sơ sinh. Theo một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cậu bé tí hon Đinh Văn Cơ Rể trước đó đã mắc nhiều bệnh như viêm phổi nặng, di tật tim bẩm sinh. Trên nền bệnh lý nặng, cơn đột quỵ đã khiến Cơ Rể ra đi mãi mãi. Tiễn đưa em không chỉ có nước mắt mà còn có cả sự yêu thương, nuối tiếc của gia đình, hàng xóm, hiệu trưởng Cương và các thầy cô tại trường tiểu học Sơn Ba. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hãy bấm nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất.